Thầy An mến chào quý phụ huynh và các em học sinh Ở video này chúng ta tiếp tục tìm hiểu tính chất của phép nhân các số nguyên Thì phép nhân các số nguyên nó có tính chất là tính giao hoán, rồi tính chất kết hợp và tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng và phép trừ Chúng ta tiếp tục về tính chất kết hợp Hoạt động 4 Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ cục màu xanh, cục màu đỏ. Chúng ta cần điền những số vào đây, những số thích hợp vào đây. Thì mình thấy là người ta ghi là A nhân B được bao nhiêu nhân cho C? A, B, C. A nhân B là 4 nhân 3 là mình được 12. Được bao nhiêu nhân cho C? Nhân tiếp cho 2 thì mình được là 24. Rồi ở đây là A nhân B thì âm 2 nhân với âm 3 thì chúng ta được là 6. 6 x 5 là 30. Âm 4 x 2 chúng ta được âm 8. Âm 8 nhân cho 7 chúng ta được là âm 56. Âm 2 x âm 9 chúng ta được là 18. 18 nhân cho âm 3. 18 nhân cho âm 3 thì chúng ta được là âm nữa này. dương nhân với âm sẽ là âm. 18 x 3 thì chúng ta được là 54 8 x 3 24 Với 3 nữa là 54 Rồi bây giờ là A nhân cho tích của B và C Tích của B và C là 6 A nhân 6 là 4 nhân 6 Chúng ta được là 24 24 Giống như đây nha các bạn Thầy ghi vào đây cho các bạn dễ nhìn Ở đây màu đỏ các bạn hơi khó nhìn B nhân C A nhân cho tích của B và C Tích của B và C là Âm 15 Âm 2 nhân với âm 15 Thì chúng ta được là Âm nhân âm là dương Là 30 2 nhân 7 là 14 14 nhân cho âm 4 Thì 4 nhân cho 14 Thì chúng ta được là 56 Âm nhân cho dương Thì mình được số âm âm nhân âm là dương 9 nhân 3 là 27 27 nhân cho 2 thì chúng ta được là 54 nhưng mà ở đây là trừ 2 nhà mình được trừ 54 đây là số dương tích này là dương dương nhân âm thì âm rồi chúng ta đã thực hiện các phép tính bây giờ mình so sánh các kết quả tương ứng ở đây là 24 24 à, bằng nhau 30 30 bằng nhau trừ 56 trừ 56 bằng nhau trừ 54 trừ 54 bằng nhau thì qua đây thì chúng ta sẽ thấy là A nhân B được bao nhiêu nhân cho C Thì nó cũng bằng với lại là A nhân cho cái tích của B và C Đây chính là nội dung của tính chất kết hợp Phép nhân các số nguyên có tính chất kết hợp Có nghĩa là mình có thể kết hợp A với B lại Rồi mình nhân với C Hoặc chúng ta cũng có thể kết hợp B với C lại Được bao nhiêu mình nhân với A Đó là nội dung của tính chất kết hợp Mình qua, ví dụ năm là ví dụ về ứng dụng của tính chất kết hợp. Chúng ta có là 4 nhân cho âm -3 4 nhân cho âm 3 được bao nhiêu? nhân cho âm 2. Thì áp dụng tính chất kết hợp, chúng ta có thể kết hợp hai bạn này lại trước. Có nghĩa là mình có thể tính tích của âm -3 nhân âm -2 trước. Được bao nhiêu mình nhân cho 4. Hoặc là 4 nhân cho cái tích này à, thì hai cái việc này nó bằng nhau thì lúc này âm 3 nhân âm 2 thì chúng ta được là 3 nhân 2 nhân 2 số nguyên âm thì nó cũng bằng nhân hai số đối của nó rồi 4 mình nhân cho tích này 3 nhân 2 là 6 6 nhân 4 là mình được 24 chú ý áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân ta có thể viết tích của nhiều số nguyên thì A nhân B nhân C cũng giống như là A nhân cho tích của B và C. Và nó cũng giống với lại là tích của A nhân B được bao nhiêu nhân cho C. Thực hành 3. Câu A. P là tích của 8 số nguyên khác không? Trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác không? Trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm mình sẽ phân tích bài toán P là tích của 8 số nguyên khác không trong đó có đúng 4 số dương à có đúng 4 số dương thì 4 số còn lại sẽ là 4 số âm đúng không 8 số nguyên khác không mà đúng 4 số dương như vậy thì P sẽ là tích của 4 số dương và 4 số âm A b c d đây là bốn số dương e rồi f rồi g rồi h đây p của chúng ta sẽ là tích của bốn số dương và bốn số âm bởi vì có đúng bốn số dương người ta hỏi mình là p là số dương hay là số âm thì mình thấy rằng là tích của bốn số dương này là số dương rồi đây là dương này rồi âm nhân âm là dương này đó, đây cũng âm nhân âm là dương như vậy thì p của chúng ta sẽ là số dương được chưa bởi vì hai bạn này âm nhân âm là dương âm nhân âm là dương đây là bốn số dương vậy p của chúng ta là dương còn q q là tích của sáu số nguyên khác không trong đó có duy nhất một số dương duy nhất một số dương vậy thì năm số còn lại sẽ là năm số âm cái này q của chúng ta sẽ là bằng số dương này nhân cho trừ b nhân cho trừ c nhân cho trừ d nhân cho trừ e nhân cho trừ f đó quy của chúng ta là bằng cái đóng này các bạn chú ý là ở đây a b c d e f g h là những số tự nhiên nha thì lúc đó trừ e sẽ là số âm trừ c sẽ là số âm thường thấy rằng là đây là dương này đây cho ta ra một số dương đây cho ta một số dương A là dương ba số dương này nhân lại ra số dương F là số âm Do đó cái tích này sẽ bé hơn 0 Đó thì Q của chúng ta sẽ là số âm P của chúng ta sẽ là số dương Mình qua câu B Tích của các số nguyên âm Có số thừa số là số lẻ Thì có dấu gì? Đó, thì mình cứ biết mình biết rằng là cứ một tập hai số nguyên âm nhân với nhau thì cho ra số dương như vậy thì tích của các số nguyên âm mà có số thừa số là số lẻ số lẻ thì chúng ta chia thành cặp 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 hết cuối cùng còn dư một số lẻ còn dư một số số nguyên âm nha ví dụ như là mình lấy là bảy số chẳng hạn vậy ví dụ trừ a trừ b trừ c trừ d trừ e trừ f trừ g đây số các thừa số là số lẻ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đây là số các thừa số là số lẻ thì mình thấy rằng là cứ hai bạn số âm nhân với nhau mà được số dương hai bạn số âm nhân với nhau mà được số dương hai bạn số âm nhân với nhau mà được số dương như vậy thì còn một số âm nó không có nhân với số nào cả cho nên là nó là âm âm mà nhân cho những cái số này là dương thì kết quả chúng ta sẽ được là dấu âm nè dương này dương này dương này nhân với âm thì mình được là âm. Thì các bạn trả lời chỗ này là có dấu dấu trừ. Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số chẵn, số thừa số là số chẵn thì mình chia thành cặp 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 được. Thì dấu là dấu gì? Dấu sẽ là dấu cộng hay là dấu dương. Rồi các bạn nhớ cái tính chất này nha. C. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Hoạt động 5 thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ. Cột màu xanh là A nhân cho cái tổng của B cộng C. A nhân cho tổng của B cộng C. Rồi. Tổng của B cộng C là chúng ta được là B cộng C này. Mình được là 5. 5 x 4 là 20. Bạn này, tổng của B cộng C là 5 trừ 3 thì chúng ta được là 2. 2 nhân với trừ 2 thì chúng ta được là trừ 4. 2 cộng 7 là 9. 9 nhân cho trừ 4 thì chúng ta được là trừ 36. Âm 9 cộng cho âm 3 thì chúng ta được là âm 12. Âm 12 nhân cho âm 2 nữa thì chúng ta được là dương 24 dương thì mình khỏi cần ghi nha này âm nhân âm lại là dương rồi bây giờ là a nhân b cộng a nhân c thì sao a nhân b chúng ta được là 12 cộng cho a nhân c a nhân c là 4 nhân 2 là 8 12 cộng 8 thì chúng ta được là 20 đây Thay vì thì ghi chỗ này thì ghi chỗ này cho các bạn dễ nhìn nha 20 Tiếp tục A nhân B Âm 2 nhân với âm 3 Là chúng ta được là 6 Cộng cho Âm 2 nhân với 5 Thì chúng ta được là âm 10 Cộng 2 số nguyên Trái dấu chúng ta lấy số lớn Trừ số nhỏ 10 trừ 6 chúng ta được 4 Lấy dấu ban đầu của số lớn hơn Lấy dấu trừ mình được âm 4 thì em bấm vào đây tiếp theo a nhân b là âm 4 nhân 2 chúng ta được âm 8 cộng cho a nhân c âm 4 nhân cho 7 âm 4 nhân 7 thì chúng ta được là âm 28 hai số nguyên trái dấu mà nhân với nhau thì chúng ta được cho âm nợ 8 nợ 28 nữa thì là nợ 36 mình ghi nợ 36 vào đây và cuối cùng A nhân B là âm 2 nhân với âm 9 là chúng ta được là 18 cộng cho A nhân C âm 2 nhân với âm 3 chúng ta được là 6 18 cộng 6 thì chúng ta được là 24 thầy ghi 24 vào đây rồi chúng ta đã thực hiện các phép tính rồi bây giờ mình so sánh mình thấy là 20, 20 bằng nhau Âm 4, âm 4 bằng nhau Âm 36, âm 36 bằng nhau 24 bằng 24 Đó, thì điều này nói lên cái tính chất phân phối hiệu phép nhân đối với phép cộng này các bạn A nhân cho cái tổng của B cộng C thì sẽ bằng là A nhân B cộng cho A nhân C Các bạn nhớ nha Phép nhân số nguyên có tính chất phân phối đối với phép cộng mình có a nhân cho tổng của b cộng c thì cũng bằng là a nhân b cộng cho a nhân c, a nhân b cộng a nhân c. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta đổi dấu này là dấu trừ thì chỗ này cũng đổi thành dấu trừ. Đây, phép nhân số nguyên cũng có tính chất phân phối đối với phép trừ. Thực chất là phép cộng người ta mở rộng lên là cũng giống như phép trừ, trừ chẳng qua là cộng với số đối thôi. Ví dụ 6 thì trước khi qua ví dụ 6 này thầy mở rộng cái công thức ở trên ra cái đã. Thì mình có là a nhân b cộng a nhân c a nhân b cộng a nhân c thì sẽ bằng a nhân cho mở ngoặc b cộng c. Tương tự mình mở rộng lên nhiều số. AB cộng AC cộng AD thì mình cũng bằng a nhân cho b cộng c cộng d. B cộng c cộng d. Ok. đây là bao nhiêu số hạng thì đây là bao nhiêu số hạng như vậy đây thì cái ví dụ 6 này ứng dụng cái điều này này các bạn âm 5 nhân 18 cộng cho âm 5 nhân 83 cộng cho âm 5 nhân cho âm 1 mình thấy nè này, A, này. A A A A đó A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D thì sẽ bằng A nhân cho B cộng C cộng D đây B cộng C cộng D đây thì cộng cho trừ 1 cũng chính là trừ 1. Mình ta ghi gì nó gọt. Thì lúc này chúng ta có thực hiện trong ngoặc trước. À, thì trong ngoặc này chúng ta được 100. 100 nhân với âm 5. Thì 5 nhân 100 là 500. Thì nhớ trừ đường trước. Đây là nhân hai số nguyên trái dấu. Rồi tương tự như vậy. Thì chúng ta làm thực hành 4. Thực hiện phép tính. Ở đây là mình có là a nhân b cộng a nhân c cộng a nhân d đó thì nó sẽ bằng gì nó sẽ bằng là a nhân cho b là 29 cộng c đó, cộng c thì cộng cho trừ 99 thì chúng ta có thể ghi là trừ 99 luôn cho nó gọn rồi tiếp tục cộng cho d cộng cho trừ 30 thì cũng bằng trừ 30 mình bỏ ngoặc ra luôn đó thì đến lúc này chúng ta sẽ thực hiện cho cái ngoặc này trước mình thì trong ngoặc này như sau 29 mà trừ cho 99 có nghĩa là bằng 29 cộng cho âm 99 đúng không mình lấy số lớn trừ số nhỏ lấy dấu của số lớn 99 trừ cho 29 thì chúng ta được 70 70 thêm dấu trừ nữa như vậy là mình được trừ 70 trừ 70 với lại trừ cho 30 thì mình được là trừ 100 nợ 70 với nợ 30 là nợ 100 nhân hai số nguyên âm chúng ta nhân hai số đối của chúng lấy 2 nhân với 100 chúng ta được 200 xong hoặc là các bạn hiểu là âm nhân âm bằng dương đó thì thực hành 4 này kết quả là 200 chúng ta vừa tìm hiểu xong tính chất của phép nhân hai số nguyên thì phép nhân hai số nguyên nó cũng có tính chất giống như là tính chất phép nhân hai số tự nhiên vậy nó cũng có tính chất giao hoán nó cũng có tính chất kết hợp nó cũng có tính chất phân phối giữa phép nhân đối phép cộng. Rồi, trước khi qua bốn nhỏ mình ôn lại một xí về nhân hai số nguyên. Thì nhân hai số nguyên các bạn nhớ cho thầy là hai số nguyên cùng dấu thì luôn cho ra dấu dương. Ví dụ như là dương 2 nhân với dương 3, mình thấy đơn giản rồi. Thì đây là chẳng qua là hai số tự nhiên thôi, là bằng 2 nhân 3 là bằng 6 hai số nguyên cùng dấu, thì cùng dương hoặc là cùng âm. Ví dụ như là âm 2 nhân với âm 3. Thì mình nhớ là âm nhân âm là bằng dương. Cho nên là trong trường hợp này 2 nhân 3 bằng 6 đó, nó giống nhau. Mình nhân hai số đối của chúng. Số đối của bạn này là 2, số đối bạn này là 3. Mình hiểu là âm nhân âm là dương, dương. Rồi trái dấu thì âm 2 nhân với 3. 3 này khỏi cần mặt cũng được hoặc là 2 nhân với âm 3. Trái dấu thì các bạn hiểu là âm nhân với dương thì sẽ ra số âm. Dương nhân với âm cũng sẽ ra số âm. Âm bao nhiêu? Lấy 2 nhân 3, 6. 2 nhân 3, 6. Rồi, đó là phép nhân hai số nguyên. Là mình chia thành hai loại, cùng dấu và trái dấu. Nếu mà cùng dấu thì luôn luôn cho ra số dương. Còn trái dấu thì luôn luôn cho ra số so. âm chúng ta qua bốn nhỏ quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên hoạt động 6 một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được 12 m trong 3 phút hỏi trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét Rồi, đề bảo chúng ta là hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên. Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên. Nếu mà không có cái câu hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên thì bài này rất là đơn giản rồi đúng không các bạn? Mình thấy là lặn xuống thêm 12 m trong 3 phút. Như vậy thì mỗi mét mình thấy, mỗi phút mình thấy là lặn xuống là 12 chia 3 là 4 m. Như vậy thì trung bình mỗi phút Tàu lặn xuống thêm được 4m Nhưng mà bây giờ Dùng số nguyên âm để giải bài toán trên À mình phải dùng số nguyên âm Thuyền biết rằng là Lặn xuống thêm được 12m trong 3 phút Có nghĩa là độ cao của tàu Tăng thêm âm 12m Trong 3 phút Đó Hoạt động 6 Mình thấy nè Độ cao của tàu lặn xuống có nghĩa là nó tăng thêm tăng thêm tăng thêm âm 12 m nó trong trong 3 phút tăng thêm âm 12 m bây giờ hỏi mình là trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét vậy trung bình mỗi phút tăng tăng thêm tăng thêm bao nhiêu các bạn mình lấy âm 12 mình chia cho 3 âm 12 chia cho 3 bằng bao nhiêu đó đơn vị là mét Còn chia như thế nào thì ở mục này chúng ta sẽ tìm hiểu về phép chia này cả người các bạn chưa chưa được cũng tương tự như số tự nhiên một số nguyên có thể viết thành tích của các số nguyên khác chẳng hạn số nguyên âm 12 được viết thành tích của các số nguyên khác như sau âm 12 thì bằng 3 nhân với âm 4 hoặc là bằng âm 6 nhân với 2 hoặc là âm 1 nhân với 2 nhân với 2 nhân với 3 vân vân và vân vân còn rất là nhiều cũng tương tự như là tập hợp các số tự nhiên thì trong tập hợp các số nguyên mình cũng có những quy ước hay là những cái định nghĩa về phép chia hết như sau cho a b là thuộc tập hợp các số nguyên và b phải khác không nếu có số nguyên quy sao cho A bằng B nhân quy, thì ta nói A chia hết cho B. Nếu mà có số quy sao cho B nhân quy bằng A, thì ta nói A chia hết cho B. Ký hiệu A 3.B à, hoàn toàn tương tự như là trong tập hợp số tự nhiên trong phép chia hết dấu của thương hai số nguyên cũng giống như dấu của tích à, câu này các bạn sẽ thấy khó hiểu dấu của thương hai số nguyên cũng giống như dấu của tích có nghĩa là nếu mà a nhân cho b thì dấu của nó là dấu gì dấu dương hay là dấu âm thì a chia cho b nó cũng có dấu giống như vậy A nhân B mà dấu dương thì A chia B cũng sẽ dấu dương. Còn A nhân B là dấu âm thì A chia B cũng sẽ dấu âm. Đó. Đây, dấu đây các bạn. Có phải là nếu mà dương nhân với dương thì sẽ ra dương. Cho nên là phép chia cũng vậy. Dương mà chia cho số dương sẽ ra một số dương. Âm nhân với âm thì sẽ ra dương. Thì tương tự như vậy, chia thì âm chia cho âm cũng ra dương. Và mình biết rằng là hai số trái dấu nhân với nhau thì sẽ ra một số âm. Thì phép chia cũng giống như vậy, hai số trái dấu mà chia với nhau thì cũng ra dương. Âm. Nè các bạn nhớ nha. Tóm lại, hai số cùng dấu nhân với nhau thì ra số dương. Và hai số cùng dấu chia với nhau cũng ra số dương hai số trái dấu nhân với nhau sẽ ra số âm và hai số trái dấu chia với nhau cũng ra số âm. Đó. Cho nên câu này nói như vậy. Trong phép chia hết, dấu của thương hai số nguyên cũng giống như dấu của tích. Tiếp theo, ta gọi quy là thương của phép chia a cho b, ký hiệu là a chia b bằng quy. Đó. Nếu mà có số nguyên quy sao cho A bằng B nhân quy thì ta sẽ gọi quy là thương của phép chia A cho B ký hiệu là A chia B bằng quy hoàn toàn giống như số tự nhiên vậy. Đây, ví dụ 7 thì mình thấy rằng là âm 12 chính là bằng 3 nhân với âm 4 Đó, 3 nhân với âm 4 cho nên mình nói là 10, âm 12 chia hết cho 4 có nghĩa là tồn tại số nguyên đó là số 3 sao cho 3 nhân với âm4 thì bằng-12 âm nên ta nói là âm 12 chia hết cho âm4 đó thầy đang cố gắng giải thích dựa theo cái câu này là nếu mà có số nguyên quy sao cho a bằng B nhân quy thì ta nói a chia hết cho B đó thì trong trường hợp này người ta để nó hơi hơi ngược lại một tí đúng ra mình phải để là âm 4 nhân 3 nha đúng ra mình phải để là âm 4 nhân cho 3 thì để vậy cũng được nhưng mà nó không có giống với cái định nghĩa này cho nên là thì đảo lại vậy cho các bạn dễ nhìn đó các bạn thấy không nếu mà có số nguyên quy sao cho b nhân quy bằng a thì ta nói a chia hết cho b đây nếu mà có một số đó là số 3 sao cho âm 4 nhân cho 3 thì bằng âm 12. Thì lúc này ta nói là âm 12 chia hết cho âm 4. Và ký hiệu là A 2 chấm B. Đây ký hiệu âm 12. Âm 12 chia hết cho âm 4. Đó. Đây là ký hiệu. Và lúc này chúng ta sẽ nói là A chia cho B bằng Q. A chia B bằng Q. Hay nói khác là âm 12 chia cho âm 4 bằng 3. Đây, 3 là quy của chúng ta. Nè, 3 là quy. Và quy là thương của phép chia A cho B. Quy của chúng ta là 3 này 3 là thương của phép chia âm 12 cho âm 4. Ví dụ 8. Trong 4 tháng, cửa hàng A lãi 80 triệu đồng. Cửa hàng B lỗ 20 triệu đồng. Hỏi trung bình 1 tháng mỗi cửa hàng lãi hay lỗ bao nhiêu tiền? Ta có 80 chia cho 4 bằng 20 trong 4 tháng mình chia cho 4. Và lỗ 20 triệu đồng có nghĩa là âm 20 triệu. Chia 4 thì chúng ta được là âm 5. Vậy trung bình trong 1 tháng cửa hàng A lãi 20 triệu đồng cửa hàng B lỗ 5 triệu đồng, âm có nghĩa là lỗ. Đó thì mình chia như sau. 80 chia 4 thì bằng 20 là các bạn. Dễ hiểu rồi. Còn âm 20 chia 4, mình chia như sau. Mình lấy 20 chia 4 mình được 5. Dấu thì hai bạn này trái dấu cho nên là dấu của thương sẽ là dấu âm. Đây thực hành 5. Thì làm thực hành 5 thì các bạn sẽ hiểu về phép chia. Này số nguyên Đây Câu A Tìm thương của các phép chia sau Câu A này các bạn Âm 2020 mà chia cho 2 Mình chia như sau các bạn Mình chia như sau Các bạn lấy số 2020 chia cho 2 Thì mình được là 1010 Và hai bạn này trái dấu Cho nên là thương sẽ là mang dấu âm Tiếp theo câu B, 64 chia cho âm 8 sẽ bằng. Các bạn lấy 64 chia 8, 64 chia 8 thì chúng ta được là 8. Hai bạn này trái dấu nên thương sẽ bằng dấu âm. Câu C, âm 90 chia cho âm 45 sẽ bằng. mình lấy 90 chia cho 45 chúng ta được 2 và hai bạn này cùng dấu cho nên dấu của thương là dấu dương dấu dương thì mình không cần ghi và cuối cùng qua câu D là 2121 âm 1. chia cho 3 bằng mình lấy hai bạn này mình chia cho nhau thì chúng ta được là 707 đúng không 707 hai bạn này trái dấu cho nên là thương sẽ mang vô âm đó cách chia cũng đơn giản thôi cái định nghĩa thì nó rườm rà như vậy còn khi mà chúng ta thực hành thì nó chỉ đơn giản vậy thôi chúng ta qua vận dụng hai một máy cấp đông à cấp đông có nghĩa là làm đông cấp tóc. nè cấp đông máy này là máy cấp đông là làm đông cấp tóc. Hay nói khác là làm lạnh nhanh. Trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ được âm 12 độ C. Đó mình có thể hiểu là nó giảm xuống 12 độ C trong 6 phút. Hỏi trung bình trong 1 phút máy đã làm thay đổi được bao nhiêu độ C? Thì mình thấy là trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ được âm 12 độ C. Thì mình lấy âm 12 mình chia cho 6 thì mình sẽ được là nhiệt độ thay đổi trong một phút chia hai số nguyên âm ta lấy 12 chia 6 được 2 và hai bạn này trái dấu cho nên là thương của chúng ta là mang dấu trừ mình được trừ 2 đó trừ 2 này có nghĩa là trừ 2 độ C mình kết luận vậy trung bình trong một phút vậy trung bình trong một phút máy đã mình có thể nói là làm thay đổi âm hai độ c làm thay đổi âm hai độ c hoặc là máy đã làm nhiệt độ hạ xuống 2 độ C. Thay đổi âm 2 độ C, âm là có nghĩa là hạ xuống, hạ xuống 2 độ C. Rồi chúng ta vừa tìm hiểu về chia hai số nguyên. Thì mình cứ chia bình thường, rồi dấu thì mình lấy giống như là tích của nó vậy. rồi mình tìm hiểu về bội và ước của một số nguyên thì đây người ta mở rộng ra thôi còn về bội ước là hoàn toàn giống như trong tập hợp số tự nhiên mà các bạn đã học nếu mà các bạn vẫn chưa nắm rõ bội là gì ước là gì thì các bạn phải xem lại những cái video trước về bội và ước trước khi mình qua bài này cho ab là thuộc tập hợp các số nguyên nếu mà a chia hết cho b thì ta nói a là bội của b a là bội của b và b là ước của a đó cái này là gọi là quy ước thôi chứ gì hết nghe gọi là quy ước mình phải nhớ cái quy ước đó thôi a mà chia hết cho b thì mình nói a là bội của b và mình nói b là ước của a được chưa giống như là bây giờ à, bà bà nam à, giả sử bà nam sinh ra một em bé sinh ra một em bé thì mình quy ước gọi bà nam là mẹ của đứa bé đó và mình quy ước gọi đứa bé đó là con của bà nam vậy thôi cái này là quy ước bội và ước cũng vậy nó là quy ước thôi ví dụ mình có là âm 12 mà dấu ba chấm là chia hết cho âm bốn thì mình sẽ nói là âm 12 là bội của âm 4 và mình nói âm 4 là ước của âm 12 đó là quy ước thôi rồi thực hành 6 câu A âm 10 có phải là bội của 2 hay không à, theo các bạn có phải hay không các bạn thực hành 6 câu A ta có mình thấy nè âm 10 chia cho 2 thì bằng mấy các bạn âm 10 chia cho 2 thì được âm 5 đúng không âm 5 đó hay hay nói cách khác là âm 10 chia hết cho cho 2 đó thì cái điều này thầy giải thích cho các bạn hiểu thôi còn các bạn làm thì mình không cần ghi cái này ra cũng được. Đó, mình nói là ta có âm 10 chia hết cho 2. Do đó, thì theo về định nghĩa ước và bội, thì nếu mà âm 10 chia hết cho 2, thì ta nói là âm 10 là bội của hai Đó, vậy thôi. Tiếp theo nè tìm các ước của 5 nè câu b tìm các ước của 5 thì số 5 nó chia hết cho số nào thì những số đó sẽ là ước của 5 ta có mình thấy nè số 5 chia hết cho cho năm nè rồi số 5 chia hết cho cho trừ 5 rồi tiếp tục số 5 chia hết cho 1 và số 5 cũng chia hết cho trừ 1. Hết chưa? Hết rồi. Số 5 chỉ chia hết cho các số này thôi. 5 trừ 5, 1 trừ 1. Vậy các ước của 5 là? Vậy các ước của 5 là? Đó là số 5 nè, số trừ 5 nè, số 1 nè và số -1 đây là các ước của số 5. Số 5 nó chia hết cho số nào thì số đó là ước của 5. Nếu C vừa là ước của A vừa là ước của B thì C cũng được gọi là ước chung của A và B. À, câu này cũng đơn giản thôi đúng không? C là ước của A, ước của B thì C cũng được gọi là ước chung của A và B thì hoàn toàn giống như trong tập hợp số so tự nhiên thì ước và bội nó cũng có những cái định nghĩa tương tự như vậy rồi chúng ta xong phần lý thuyết thì xong phần lý thuyết các bạn sắp xếp thời gian để làm phần bài tập nhưng mà hôm sau so sánh kết quả thì còn có chỗ nào không hiểu thì các bạn để lại comment để an sẽ sắp xếp thời gian giải thích cho các bạn rồi thì an hẹn gặp lại các bạn ở video sau an chúc các bạn học tốt